Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thật đau lòng cho nền giáo dục hiện tại luôn luôn y theo tinh thần đại công vô tư, quang minh lỗi lạc với tinh thần vô úy. Ngày nay nền giáo dục trong rất nhiều nước đang bị suy sụp, tuy nhiên vẫn có một số người nỗ lực mong cứu vãn cơn nguy trầm luân đạo đức. Việc làm của người phấn chấn nỗ lực so với kẻ đọa lạc giống như tạt một ly nước để dập tắt căn nhà đang cháy lớn. Nguyên nhân vì sao nền giáo dục sụp đổ như vậy? Đó là do con người, những vị nhân sĩ trong nền giáo dục không chịu cải thiện, không biết cầu tiến. Tuy thấy học sinh càng ngày càng đọa lạc, giết người, phóng hỏa, cướp giật, hút ma túy, nhưng họ coi những chuyện này như không, thậm chí còn công khai cổ võ học sinh hút ma túy, phá thai, tự do phóng túng, mặc tình dùng thuốc ngừa thai, vân vân. Những hành vi tồi tệ ấy chỉ làm ý chí học sinh lụn bại, lương tri tiêu tán. Tuy nhiên, một số nhà giáo dục vẫn còn có tâm tận tụy, hết sức hô hào để cứu vãn sự trầm luân đó, vì thanh niên mà vun đắp lại cơ sở tốt đẹp. Nhưng phần đông kẻ làm giáo dục thì tâm lý tối tăm, cổ suý những chuyện dâm dục, bại hoại luân lý, tổn thương thuần phong, khiến chí nguyện của thanh niên, những bậc anh hùng hiền tài bị sụp đổ, thiện căn giảm sút, đứt đoạn. Trước khi khai phát trí huệ chân chính, họ đã học toàn những thứ điên đảo sàng bậy. Có những nhà giáo dục thậm chí hô hào cải tạo nhân tâm, nhưng những kẻ đó là giặc ở trong làng đạo đức, bởi vì họ dùng những thứ văn chương bại hoại để che đậy những thứ xấu xa, cực lực phản đối nền giáo dục chân chính là nền giáo dục có tính cách xây dựng. Họ giống như những kẻ đuôi mê hoặc những kẻ vô tri, những điều này làm cho người ta đau khổ và lo lắng. Những nhân sĩ phục vụ trong nền giáo dục phải luôn luôn có y theo tinh thần trí công vô tư, quang minh lỗi lạc, có tinh thần vô úy, để xây dựng lên nền tầng lớp thanh niên biết làm chủ tương lai. Được vậy thì mình sẽ không xấu hổ với lương tâm, không hổ thẹn làm thầy kẻ khác. Nếu quý vị không sửa đổi những lỗi lầm đó, đầy rẫy những tà chi tà kiến, những hiểu biết sai lầm, những sự đố kỵ chướng ngại, chỉ muốn cầu danh mong lợi, đè người khác xuống để mình đứng lên trên, luôn luôn có hành vi hư ngụy lừa dối, thì nền giáo dục vĩnh viễn không chấn hưng được. Những bậc anh tài sẽ bị mai một, tiền đồ của quốc gia cũng sẽ rất nguy hiểm. Hy vọng các nhà giáo dục hô hào để thanh niên chú ý, luôn luôn tìm phương kế để cứu vãn tầng lớp thanh niên, để họ khỏi phải rơi vào con đường bế tắc rồi đọa lạc. Được vậy, thực là diễm phúc cho xã hội quốc gia lắm. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng tháng 12 năm 1982. Ha ha ha, 闻三摩地所。